Jamie chào mừng các bạn đến với channel YouTube của Game Bóng Đá TV. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ Game Bóng Đá TV và nhấn chuông để nhận thông báo khi có những video mới nhất các bạn nhé. Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay của Game Bóng Đá TV. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Messi vắng mặt, Ramos thẻ đỏ, Paris Saint-Germain bị cầm hòa. Quang Hải ghi bàn thắng lịch sử cho Po FC. Haaland lập lại thành tích ghi bàn kỳ lạ cho Man City sau 65 năm. Ghét Ten Hag ra mặt, MU tìm người thay Ronaldo. Hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin chi tiết và đừng quên dành ra một giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Paris Saint-Germain đã không có được sự phục vụ của Messi trong trận đấu với Real vì chấn thương. Huấn luyện viên Galtier đang cất Neymar trên băng ghế dự bị. Sarabia và Soler là hai cái tên được lựa chọn để thay thế Messi và Neymar. Paris Saint-Germain vẫn là những người thi đấu lớn lướt hơn đối thủ. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút thứ 41 nhưng không theo ý muốn của Paris Saint-Germain. Sergio Ramos phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì có những phản ứng gay gắt với trọng tài chính. Paris Saint-Germain phải chơi thiếu người trong suốt cả hiệp 2. Dù Neymar đã được tung vào sân, nhưng Paris Saint-Germain đã không thể xuyên thủng hàng thủ của Real lần nào và chấp nhận kết quả hòa 0-0. Trong trận hòa quý giá 2-2 của Po FC với Rodez vào sáng nay ngày 9 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Quang Hải ngồi trên băng ghế dự bị. Hải được tung vào sân ở phút thứ 78 để thay Inuba, người ghi bàn mở tỷ số cho câu lạc bộ Pearl. Thời điểm đó, Pearl bị dẫn trước 1-2. Phút 86, Quang Hải di chuyển vòng ra sau lưng hàng thủ Rodez để chờ nhận đường truyền đến từ Coassi. Anh hạ bóng bằng chân phải rồi xoay người tung cú sút bằng chân trái đánh bại thủ thành bên phía Rodez. Trang SofaScore đã chấm tiền vệ Quang Hải 7,2 điểm, cao hơn điểm trung bình 6,81 của cả đội Po FC. Trả lời phỏng vấn ngay sau trận đấu với La Res des Pyrenees, Quang Hải cho biết: "Bàn thắng này có rất nhiều ý nghĩa đối với cá nhân tôi, nó sẽ tiếp thêm rất nhiều động lực cho tôi để tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để đóng góp cho Po. Có được sự tin tưởng của huấn luyện viên trưởng là một nguồn động viên to lớn đối với tôi. Tôi luôn nghĩ rằng mình có nguồn động lực mới sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia. Từ đó tôi sẽ có phong độ, sự thích nghi, hòa nhập tốt nhất để đóng góp vào thành tích của cả câu lạc bộ." Nhà đương kim vô địch Bundesliga Bayern Munich đã dính tổn thất lực lượng sau trận hòa 2-2 với Dortmund vào rạng sáng nay. Không chỉ đánh rơi hai điểm lãng xẹt, Bayern Munich còn dính tổn thất lớn về lực lượng. Hậu vệ ngôi sao Alphonso Davies đã dính chấn thương nặng sau pha tranh chấp với Jude Bellingham ở cuối hiệp 1. Tuyển thủ người Canada trích bóng bằng đầu trong thế bị động, còn Bellingham chủ động cao chân từ trước. Sau pha bóng này, Davies ôm mặt và ngã xuống sân. Anh được các nhân viên y tế chăm sóc nhưng không thể tiếp tục thi đấu. Theo báo giới Đức, Davies đã được đưa vào viện để kiểm tra ngay sau đó và có vẻ là một chấn thương nặng. Ngoài trường hợp của Davies, Bayern Munich sẽ mất Kingsley Coman ở trận đấu tới vì án treo giò. Cầu thủ người Pháp đã phải nhận hai thẻ vàng ở trận siêu kinh điển nước Đức, bị đuổi khỏi sân ở phút thứ 90. Dortmund đã tận dụng tốt lợi thế hơn người để gỡ hòa phút bù giờ. Kết quả hòa ở Der Klassiker không có lợi cho cả hai đội, nhưng không phải quá tệ. Trên bảng xếp hạng, Bayern Munich và Dortmund lần lượt đang xếp thứ 3 và thứ 4 nhưng có cùng 16 điểm. Erling Haaland tiếp tục điều khúc ghi bàn cho Man City và lần này anh đã lập lại thành tích kỳ lạ vốn chưa từng xảy ra trong 65 năm qua. Mặc dù Man City thắng Southampton tới 4-0 nhưng phải đợi đến hơn nửa giờ thi đấu, Erling Haaland mới tìm đến mảnh lưới đối phương. Cú căng ngang của Juan Cancelo giúp cho tiền đạo người Na Uy có pha lập công thứ 20 từ đầu mùa giải. Cần biết rằng anh mới chơi 13 trận trên mọi đấu trường và mùa giải chỉ trải qua 2 tháng. Riêng tại Premier League, Haaland đã có 15 bàn thắng, chỉ còn kém vua phá lưới mùa giải trước là Son Heung-min và Mohamed Salah 8 bàn. Nếu như Kevin De Bruyne là chân sút tốt nhất ngoại hạng Anh của Man City mùa giải 2021-2022 với 15 bàn trong 30 trận, thì ở mùa hiện tại, chỉ sau 9 trận Haaland đã đạt được con số này. Càng ấn tượng hơn khi Haaland là cầu thủ thứ 2 trong lịch sử Man City ghi bàn ở 10 trận liên tiếp sau Billy McAdam vào năm 1957, có nghĩa cách đây 65 năm. Trong chuỗi ghi bàn đáng kinh ngạc này, anh lập tới 3 cú hat-trick. Nếu tính riêng ở ngoại hạng Anh, Haaland chỉ là cầu thủ thứ 2 ghi bàn 7 trận liên tiếp cho câu lạc bộ sau Sergio Aguero từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2019. Như vậy, Haaland đã ghi 20 bàn thắng trở lên trên mọi đấu trường ở cấp câu lạc bộ trong 4 mùa giải liên tiếp. Mùa giải 2019-2020, anh có 44 bàn sau 40 trận, mùa tiếp theo là 41 bàn sau 41 trận. Mùa giải 2021-2022 là 29 bàn sau 30 trận và mùa hiện tại là có 20 bàn sau 13 trận. Tổng cộng, Haaland có 134 bàn sau 124 trận trong thời gian này. Hiệu suất sánh ngang với Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi ở thời kỳ đỉnh cao. Nguồn 90min cho hay, huấn luyện viên Erik Ten Hag sẵn sàng để Ronaldo ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nếu MU tìm được người phù hợp để thay thế. Ronaldo gần như chắc chắn sẽ rời Old Trafford vào năm 2023, cho dù là tháng riêng hay cuối mùa giải sau khi không được suất đá chính trong đội hình của Erik Ten Hag. Từ đầu mùa, Ronaldo mới có một bàn từ chấm 11m cho MU, và anh vẫn chưa nổ súng tại Premier League.
Nguồn trên thông tin thêm, Erik ten Hag hài lòng với Ronaldo trên sân tập. Tuy nhiên, ông nhận ra số 7 MU luôn là tâm điểm được truyền thông nhắc đến bất kể có ra sân hay không. Điều đó khiến công việc của ông tại Old Trafford trở nên khó khăn hơn. Trong lúc đang cố gắng xây dựng phong cách bóng đá, niềm tin cho Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, ngay cả khi MU giờ đây muốn bán thì việc Ronaldo tìm được đội bóng mới là khó khăn. Catalan Sport loan tin Barca xem Diogo Dalot của MU là mục tiêu ưu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2023. Barca đang muốn tăng cường hậu vệ phải và Dalot là lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Xavi. Cầu thủ 23 tuổi không chỉ gây ấn tượng tại MU thời Erik ten Hag, đá chính cả 7 trận Premier League mà còn ghi dấu ấn cùng đội tuyển Bồ Đào Nha ở Nations League. Nguồn trên khẳng định Barca hiện đã liên lạc với người đại diện của Dalot về khả năng chuyển nhượng khi hợp đồng của anh với Quỷ Đỏ sẽ hết hạn vào mùa hè tới. Dĩ nhiên MU sẽ không để mất trắng Diogo Dalot do có thêm tùy chọn gia hạn 12 tháng. Aubameyang được loan báo đang đàm phán Paris Saint-Germain chỉ ít tuần sau khi đến Chelsea. Lý do để Aubameyang quyết định trở lại London, gia nhập Chelsea vì nơi đó có thầy cũ Thomas Tuchel. Nhưng chiến lược gia người Đức bất ngờ bị ông chủ mới sa thải khiến tiền đạo này sốc nặng. Giờ đây có thông tin phía Aubameyang đang có những đàm phán với Paris Saint-Germain để có thể chạy trốn khỏi Stamford Bridge. Tương lai Aubameyang không ổn định thời gian qua khi mới từ Arsenal đến chơi cho Barca thì đã phải trở lại Anh ở ngày cuối phiên chợ hè vừa qua do đội bóng xứ Catalan mang về Lewandowski trong cảnh vẫn còn đó khó khăn về tài chính. Theo Foot Mercato, Aubameyang hiện đàm phán với Paris Saint-Germain về việc đến chơi tại Ligue 1 vào cuối mùa này. Huấn luyện viên Klopp xác nhận rằng Arthur đã gặp phải một chấn thương cơ đùi khi tập luyện. Arthur Melo sẽ phải nghỉ thi đấu 3-4 tháng vì phẫu thuật điều trị chấn thương. Điều này đồng nghĩa với việc Arthur Melo sẽ ngồi chơi sân nước đến đầu năm 2023. Như đã biết, Liverpool có ký điều khoản mua đứt Arthur Melo trong giao kèo với Juventus. Thế nhưng sau những gì xảy ra với Arthur Melo, nhiều khả năng Jerez sẽ không kích hoạt điều khoản này. Bản tin bóng đá ngày hôm nay đến đây kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn. Hiền bóng đá, kết nối niềm đam mê túc cầu.